Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính lễ chư Tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính giới thiệu đến với quý vị một vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật Pháp. Đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật Pháp thật nhiều an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên, Nhật Tường xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an và kính chúc đời sống của quý vị luôn luôn an lạc và gặp rất nhiều thuyền duyên, luôn luôn tiếp cận với giáo lý của Đức Phật để chúng ta học được những bài học quý báu do từ kim khổ Đức Phật dạy chúng ta để áp dụng trong đời sống chúng ta để chúng ta hiện tại được bình an. Một khi rời khỏi thế gian này, chúng ta sanh về nơi không còn có sanh tử và khổ đau nữa. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, tiêu chí của chương trình là luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại. Hy vọng qua những đề tài ngắn gọn này, đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng tăng trưởng nhiều hơn. Hôm nay, chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh Tướng Bộ với chủ đề là Asun Rindaka. Hy vọng qua cái chủ đề này, chúng ta học hỏi được những lời dạy quý báu từ trong kinh Tướng Bộ để áp dụng trong đời sống tâm linh của chúng ta. Và chắc chắn quý vị sẽ hiểu kỳ rằng cái chủ đề Asun Rindaka này đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Giờ đây, Nhật Tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường và cảm ơn tất cả đại chúng. Giờ đây xin mời chúng ta lắng lòng trở lại với nội dung kinh Tương Ưng Bộ. Ở trong nội dung này chúng ta đang tìm hiểu ở phẩm ở Tương Ưng Bà La Môn. Thì thưa quý vị, việc đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với các vị về phước báo của việc lắng nghe kinh tạng. Chúng ta biết rằng ở trong kinh Đức Thế Tôn có nói giữa cuộc đời ngũ trược ác thế, giữa cuộc đời lầm than điên đảo này, mà nếu như có những chúng hữu tình nào có thể ngồi xuống ở trong giây lát mà lắng nghe được giáo pháp của Như Lai thì sẽ gì? Sẽ có được sự giải thoát kỳ diệu, sẽ có được sự gì? Sự chư thiên cùng phải cung kính và cúng dường những người như vậy. Cho nên vì thế cho nên việc chúng ta học, chúng ta trùng tuyên giáo nghĩa kinh văn ở trong chương trình vấn đáp Phật pháp này là một việc làm phước báo của người trùng tuyên cũng như là của thính chúng đang lắng nghe. Thành ra chúng ta không có nên xem đây chính là một cái sinh hoạt mang cái tính thường tình, mà đây là một sinh hoạt có nhiều phước báo rất lớn. Cho nên chúng tôi đã cố gắng và nỗ lực sử dụng một cái phương tiện truyền thông hết sức là tốn kém này để phục vụ đại chúng. Hy vọng các vị có thể thấy được những cái ý nghĩa sâu xa và phước báo to lớn này để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và gặt hái. Giờ đây xin mời các vị chúng ta lắng nghe chủ đề chính hôm nay, đó là chủ đề Asurindaka. Ở chủ đề này nói về một vị Bà La Môn tên là Asurindaka. Ông ta cũng như các vị Bà La Môn khác nghe có một số đồng học của mình, nghe một số vị khả kính ở trong tộc họ của mình mà xuất gia theo Thế Tôn. Cho nên những vị Bà La Môn này nổi giận. Và chúng ta biết rằng những vị Bà La Môn nổi giận này không phải là những vị thường tình, mà là những vị có cái đẳng cấp, có cái giá trị to lớn ở trong xã hội. Những cái vị trước mà xuất gia là những vị có cái ảnh hưởng thấp hơn những vị sau. Thành ra thường thường những cái vị sau đó là những vị có cái gì đó lớn hơn và muốn thể hiện cái uy quyền của mình để mà khuất phục được Đức Như Lai. Cho nên ở đây chúng ta thấy lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang ở tại thành Vương Xá Trúc Lâm, mà lúc bây giờ
có một vị Bà La Môn tên là Asurindaka. Ông ta đem cái lòng phẫn nộ không hoan hỷ, ông đến với Đức Thế Tôn. Rồi sau khi đến, ông sử dụng những cái lời lẽ không tốt đẹp, những cái lời lẽ ác ngữ phỉ báng và nhiếc mắng Đức Thế Tôn. Thì thưa quý vị, trong trạng thái như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, Đức Thế Tôn sử dụng cái hình thức là im lặng. Và Đức Thế Tôn im lặng như vậy, cho nên vị Bà La Môn này chẳng biết phải đối phó như thế nào, thành ra bị khuất phục trước sự im lặng của Đức Thế Tôn. Thì chúng ta hiểu rằng á, một vị mà sử dụng cái sự sân hận để nhục mạ một người khác, đem cái lòng tức giận để đối diện với người khác. Cũng tùy theo loại, có những loại Đức Thế Tôn lại sử dụng cái biện tài vô ngại của Ngài để mà Ngài nhiếp phục, hoặc có khi Ngài thể hiện cái uy quyền mạnh mẽ, những cái lời lẽ rất là nặng nề, nhưng cũng có lúc Ngài im lặng. Những vấn đề này chúng ta sử dụng như thế nào cho phù hợp là một điều rất khó khăn. Ở trong cuộc sống này, thưa vị, không có dễ dàng chút nào ở trong việc ứng nhân xử thế. Đôi khi chúng ta nghĩ điều đó là một điều tốt lành và chúng ta mới dụng tâm mà nói ra, mà làm việc. Nhưng mà chưa hẳn gì nó là đem đến sự thanh tịnh an vui. Cho nên chỉ có Đức Thế Tôn chúng ta có trí tuệ siêu việt, thành ra Ngài xử sự, Ngài thể hiện điều nào nó cũng có một cái kết quả cuối cùng, đó là rốt ráo, là viên mãn. Cho nên đứng trước sự im lặng của Đức Thế Tôn, vị Bà La Môn này chẳng biết phải làm sao, đành phải chịu sự khuất phục. Nhưng khi đã khuất phục rồi, cái cơn lửa giận đã hạ xuống rồi, bao nhiêu thứ đã yên xuống rồi, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn vẫn phải nói những cái lời mang tính khai thị. Ngài nói như sau: kẻ ngu nghĩ mình thắng khi nói lời ác ngữ, ai biết chịu kham nhẫn, kẻ ấy thật thắng trận. Đó là một cái chân lý, một chân lý. Kẻ ngu nghĩ mình thắng khi nói lời ác ngữ, tức là mình nói cái lời độc địa thô ác để mình phỉ nhổ nhục mạ người khác, mình kết án người khác. Nhưng mà thưa quý vị, mình cứ nghĩ rằng mình nói như vậy là thành công, nói như vậy là thắng người ta. Nhưng mà thực ra nó không có thắng chút nào. Thế Tôn ở đây khẳng định rằng ai biết chịu kham nhẫn, kẻ ấy thật thắng trận. Tức là thắng cái gì? Thắng chính cái tâm của mình. Chứ không thì cái lửa giận trong tâm của mình nó bừng cháy, như vậy mình đã thua chính mình rồi. Những ai bị phỉ báng trở lại phỉ báng người, kẻ ấy làm ác mình lại làm ác cho người. Đó là cái phương diện của người bị phỉ báng. Chúng ta không làm gì sai, nhưng người ta phỉ báng mình mà mình dùng cái tâm phỉ báng phỉ nhổ trở lại, mình chấp trước hằng học phỉ báng trở lại, thì mình làm như vậy á, mình cứ nghĩ rằng á là mình đúng, mình hay. Nhưng thực ra đây chúng ta thấy lời Thế Tôn dạy thì khác với suy nghĩ của chúng ta. Những ai bị phỉ báng trở lại phỉ báng người, kẻ ấy làm ác mình là lại làm ác cho người. Như vậy làm những cái điều tổn thương cho mình và tổn thương cho người, nó hoàn toàn không có đem lại một kết quả gì cả. Những ai bị phỉ báng không phỉ báng đối lại, người ấy đã thắng trận, thắng cho mình, cho người. Đây là một cái lời dạy rất hay. Và vị ấy tìm lợi ích cho cả mình và người, và kẻ đã bị phỉ báng tự hiếu lấn nguôi giận. Đây là những điều mà chúng ta nên học để ứng xử trong cuộc đời. Tuy nhiên chúng ta cũng phải suy nghĩ nữa. Tức là khi chúng ta bị phỉ báng như vậy, phải thật sự chúng ta không có gì sai, thật sự chúng ta không có gì khiếm khuyết, thật sự chúng ta là không có gì là không đẹp. Thì lúc đó chúng ta mới có cách suy nghĩ này. Nhưng tiên trách ký hậu trách bí, khi nghe ai đó nói một cái gì đó không phải về mình, một sự khiển trách về mình, thì mình cũng nên suy nghĩ lại cái sinh hoạt của mình, suy nghĩ của mình, ứng xử của mình như thế nào, nó có hợp tình, hợp lý, nó có thành tựu hay không. Chúng ta ở đời sống thường thường hay sống theo cảm xúc. Chúng ta thấy làm sao cho mình thoải mái thì mình làm. Như vậy cuối cùng mình vẫn thành tựu, mà thành tựu sự thoải mái chứ chắc chắn không thể thành tựu sự giải thoát. Đây là điểm mà chúng ta cần phải cân nhắc. Và bậc minh sư thì sao? Bậc y sư ở đời đó là chỉ cho Đức Thế Tôn chữa mình, chữa cho người quần chúng nghĩ là ngu vì không hiểu chánh pháp. Tức là tùy theo lúc, tùy theo cơ duyên mà Thế Tôn á,
là đã từng chữa bản thân của mình và hôm nay lại đem đến cái bài học giác ngộ cho người. Thì thưa vị, qua lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy khiến cho Asurindaka ông ta giác ngộ, và do vậy mà ông ta đã lập tức xuất gia ở trong giáo pháp của Phật. Những hành động, những cái nghĩa cử quyết liệt như thế này á, đáng để chúng ta tôn thờ vô cùng. Rõ ràng người xưa họ sống mặc dầu là ở trong quyền thế, mặc dầu là họ đang thủ đắc rất nhiều tài sản tiền của, nhưng tâm của họ hình như không có nhiễm ở trong này. Chúng ta để ý xem, chúng ta thấy tâm của họ nó có một cái lý tưởng nào đó, nó có một sự tìm tòi, một sự khát ngưỡng nào đó. Cho nên khi Đức Phật chưa ra đời mà chúng ta thấy người đời bình thường thôi, họ đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, thậm chí cho đến chứng được những cảnh giới lạ là tứ không. Đó. Chẳng hạn như Alala và Út Đầu Lam Phất là những cái vị hoàn toàn không có đi theo giáo pháp giác ngộ gì cả. Nhưng mà các ngài có thể là chứng đắc những cái tầng thiền tới thứ 8 như vậy là chúng ta thấy đáng mà kinh ngạc vô cùng. Và cả một xã hội như vậy chứ không phải là một hai người. Và ngày hôm nay chúng ta so sánh điều này, chúng ta thử nghĩ như thế nào? Chúng ta chứng được nhị thiền tam thiền đã khó khăn rồi, chứ đừng nói chi là chứng tới thứ không. Ngay cả những người mà chuyên môn tu tập, dành rất nhiều cái thời gian cho sự tu tập cũng không có chứng đắc nổi. Là vì sao? Bởi vì căn bản chúng tôi thấy tâm của chúng ta nó nhiễm vô trong sắc. Tâm nhiễm sắc. Tâm mà nhiễm sắc mà không có học pháp để liễu ngộ được thì làm sao mà viễn ly? 88 kiết sử chúng ta không dùng trí tuệ do học giáo pháp của Như Lai để đoạn trừ thì cơ sở nào để chúng ta đoạn trừ? Các vị nghĩ xem, khi chúng ta ngồi thiền có thể đoạn trừ được kiết sử hay không? Chúng ta nghĩ rằng mình cứ ngồi im như vậy để nó phát sinh trí tuệ rồi chúng ta đoạn trừ kiết sử, điều đó có thành công hay không? Chúng ta cứ cân nhắc phân tích trong một tinh thần của logic học, chúng ta thấy cũng đã có quá nhiều bài học là ngồi thiền 20 năm, 30 năm nhưng mà đạo lý giác ngộ thì chẳng có hiểu gì cả. Rồi đứng lên khỏi cái giờ thiền cũng hành động là ngây ngô như bao nhiêu người, và phiền não cũng tiềm phục ở trong đó và cuối cùng vẫn có thể tái hiện trở lại. Thành ra những điều như thế này chúng ta phải dùng trí tuệ để mà soi sáng. Giới Phật học Bồ Đề Phật Quốc của chúng ta có đầy đủ phương tiện này. Chúng ta hiện tại có thể nói rằng là một chương trình tốt nhất ở tại nước Mỹ này. Chúng ta không có phương tiện nào hiện bây giờ tốt hơn. Về nhân sự, về cơ sở vật chất và những gì mà chúng ta làm, rõ ràng chúng ta đang trợ duyên để cho tất cả mọi người chúng ta, nếu như ai muốn đoạn trừ những kiết sử thì lúc bây giờ mới có thể là có cơ hội nắm bắt và có cơ hội thực hiện được. Như vậy thì khi mà chúng ta đoạn trừ được kiết sử bằng phương diện học tập thì lúc bây giờ còn những cái nghiệp lại, bây giờ chúng ta mới tu tập. Và cũng có thể là chúng ta vừa dành cái thời gian ưu thế cho việc học và vừa dành thời gian cho việc tu tập. Ngay cả một vị Bồ Tát cũng vậy, Đức Thế Tôn nói rằng một ngày cũng phải dành á là hai phần thời gian, đó là những người mà lão thông, những người mà am hiểu đó, cũng phải dành hai phần thời gian để mà phát triển kiến giải Phật pháp, để phát triển cái tuệ Phật giáo. Cho nên những điều này á, chúng ta phải chiêm nghiệm thật sâu với một cái đôi mắt trong sáng khách quan thì chúng ta mới thấy lời của Đức Phật dạy là có lý. Chúng ta nếu như mà chỉ có phát triển định, phát triển phước, ngồi thiền và làm phước, điều đó nó có được hay không? Người ta gọi là nhân định phát tuệ. Đồng ý, tuệ nó có thể biết ra được nhiều thứ, nhưng nếu như không được sự dẫn dắt, khai thị, chỉ lối thì liệu cái tuệ đó nó có sử dụng được gì hay không? Cho nên những điều này chúng ta cũng phải công bằng mà chúng ta nhìn nhận. Cho nên ở đây chúng ta thấy là người xưa họ tâm họ không có nhiễm sắc, mà do vậy mà họ cũng không có nhiễm thức được, thức nó cũng làm phiền họ bao nhiêu. Ở bên ngoài năm giác quan thì không nhiễm sắc, trong tâm thì không có nhiễm thức, mà họ sống thường với trí tuệ. Cho nên khi có cơ hội khai thị một cách đầy đủ chân nghĩa thì họ lập tức là tạo ra sự giác ngộ kỳ diệu. Thành ra vị Bà La Môn này nghe Đức Thế Tôn nói bài kệ như vậy mà ông ta đã giác ngộ. Chúng ta hôm nay nghe lại sự trung tuyên nhưng chúng ta vẫn không có giác ngộ. Những điều này là chúng ta hiểu rằng tâm của chúng ta nó bị vô minh che lấp một cách sâu dày. Vì thế cho nên chúng ta cần phải tinh tấn hơn nữa mới được. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Vấn Đáp Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đề đầu kính tri ân Thầy giảng cho chúng con và khán giả đang theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp trực tiếp qua chủ đề Từ Chân Kinh Tứ Ưng Bộ với chủ đề là Asurindaka. Giờ đây chúng con xin phép Thầy cho chúng con thưa chuyện với đại chúng trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý vị,
Đề tài hiện giờ thầy đã giảng xong và chắc chắn quý vị đang theo dõi thì cũng đã nắm bắt được cái nội dung của chủ đề này. Giờ đây là giờ sinh hoạt của chúng ta. Hai số điện thoại trên màn ảnh là hai số điện thoại dành cho quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trong cái cuộc sống tu tập của mình, hoặc là chủ đề này, hoặc là bất cứ câu hỏi nào trên phương diện tâm linh. Nhật Tường mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta sinh hoạt trong buổi vấn đáp Phật pháp nha. Thầy thường dạy khi chúng ta chú tâm lắng nghe và phát tâm đặt những câu hỏi, tức là chúng ta đã câu hành với cái thánh giáo của Như Lai, và khi chúng ta câu hành với cái năng lực của chư Phật chư Bồ Tát thì chúng ta đã tạo được công đức rồi quý vị ạ. À, cho nên Nhật Tường cùng với quý vị chúng ta hãy nắm giữ cái cơ hội này và cùng nhau tiến tu trên bước đường tu đạo nha. Giờ đây Nhật Tường xin phép để Nhật Tường đặt một vài câu hỏi, và có thể câu hỏi nó không chính xác lắm, xin quý vị hoan hỷ và lượng thứ cho Nhật Tường. Và kính thưa quý vị, cái câu này Nhật Tường thường nói hoài, thường nói là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái miệng mình nói ra những cái lời mà không đúng, tức là mình mang cái họa vào thân. Ông bà ta cũng thường nói là cái miệng nó kiện cái thân. Và cũng một cái chủ đề nào mà thầy cũng từng dạy, đó là người sanh ra giống như cây búa rìu trong miệng nha, mà nó cây búa đó có thể tự chặt đứt mình do cái lời nói của mình. Kính thưa quý vị, thì qua cái chủ đề này, khi mà chúng ta bị người khác phỉ báng, cái người phỉ báng đó chắc chắn họ đã tạo khẩu nghiệp, nhưng mà cái tâm trạng đây là Nhật Tường đặt ra đây là chắc chắn quý vị đồng cảm với Nhật Tường. Chúng ta khi bị phỉ báng thì chúng ta rất là đau khổ, cái nó tự nhiên mình tức mà mình muốn nghĩ cái gì mình nói cho đã. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và kính chào quý vị, và kính mời quý vị đặt câu hỏi ha. A Di Đà Phật, kính chào thầy và cho anh Nhật Tường. Dạ, con chào chú. Có một cái câu hỏi như thế này là, vậy thì thầy, lúc mà mình bị bán người khác, mình có tạo khẩu nghiệp hay không? Và mình có kết oan gia trái chủ với người đó hay không? A Di Đà Phật, kính thầy. A Di Đà Phật, cảm ơn chú. Dạ, câu hỏi rất là hay và thực tế, kính bạch thầy. Dạ, xin cảm ơn đạo hữu. Kính thưa đại chúng, điều đây là cái điều kết duyên oan gia trái chủ là điều chắc chắn rồi. Là điều chắc chắn rồi chứ không có nói gì nữa hết. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta thấy này, ví dụ như bây giờ người ta phỉ báng mình, hoặc là mình phỉ báng ai, cái động lực của sự phỉ báng đó nó phát sinh từ đâu? Động lực của nó phát sinh từ đâu? Chúng ta cứ cân nhắc là chúng ta nhìn thấy rõ ràng nó xuất phát từ cái tâm tham, mà tâm sân là tâm si của chúng ta. Nó từ cái lửa tham, cái nước sân và cái sự nặng nề u tối của si ở trong tâm chúng ta nó phát khởi. Rồi khi nó phát khởi lên, nó tạo thành một cái năng lực tinh thần, một năng lực xung động của thần kinh. Và lúc đó chúng ta sẽ vận dụng nó và tìm cách gia hành nó, tìm cách làm sao cho cái tâm đó nó được thể hiện ra thành một cái tác dụng bằng lời nói hoặc là hành động. Như vậy thì rõ ràng tâm của chúng ta như vậy, và chúng ta đã tạo ra cái sự khổ đau cho người khác bằng một cái lời nói phỉ nhổ và báng bổ, là những cái lời nói nó trái ngược với chân lý. Ở đây chúng ta cũng phải cẩn thận, là một cái lời nói xây dựng mạnh mẽ, vấn đề đó nó khác với cái tâm phỉ báng. Những điều đó chúng ta phải cẩn thận, chứ không phải rằng nói cái lời nói mà mạnh mẽ mà chúng ta xem đó là sự phỉ báng đâu. Hoặc là gì? Hoặc là cái lời nói mang cái tính khiển trách để chi? Để cho mong rằng là mọi chúng ta đều trở lại với con đường thiện và an trú trên con đường thiện. Lời đó nó không phải là lời phỉ báng. Cái phỉ báng, phỉ nhổ là nó xuất phát từ tham, từ sân và từ si. Để chi? Để nó tìm kiếm được một cái sự thú đắc về tiền bạc, về lợi dưỡng, về danh vọng, về ăn uống, về ngủ nghỉ. Để cho bản thân của mình được thỏa mãn ở trong đó, được phê phán ở trong đó, thì cái đó nó mới gọi là cái tội phỉ báng. Và căn bản phỉ báng là gì? Là phỉ báng chính là giáo lý của Đức Phật, giáo nghĩa của bậc thánh hiền. Thánh hiền dạy những cái lời, những con đường giải thoát, nhưng chúng ta báng bổ, chúng ta phỉ nhổ cái con đường đó. Thì đây là những điều mà chúng ta thấy. Chẳng hạn như thưa đạo hữu, chúng tôi nói thẳng chẳng hạn như thế này, ở tại viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc của chúng ta, chúng ta thấy ở tại Mỹ này, người Việt chúng ta không có một trường đại học. Mà không có một trường đại học thì chúng ta lấy phương tiện ở đâu mà chúng ta cùng nhau trao truyền kiến thức, ôn tầm kinh văn bối dịp. Làm sao người Mỹ có thể là giảng dạy Phật Pháp mà thẩm thấu hơn là những gì mà có sẵn trong tâm, trong tim của chúng ta. Chúng ta sinh ra trong một cái nền văn hóa Phật giáo.
Chúng ta sống ở trong cái ảnh hưởng của công đức hành đạo của chư Bồ Tát, của chư Tổ sư truyền bá chúng ta mấy ngàn năm. Và tự nhiên chúng ta sinh ra, chúng ta có cái cảm thọ ngay lập tức là chúng ta rất gần gũi với đạo Phật. Cái công đức đó chúng ta thấy quá tuyệt vời. Nhưng mà những điều cao quý đó nó đang hủy đổ trước mắt của chúng ta. Chúng ta thì chỉ có quanh quẩn đi tìm kiếm cớ sinh nhai. Do vậy cho nên là chúng tôi thấy điều này là điều xót xa quá. Cái gia tài thất bảo của Như Lai đang hủy đổ trước mặt của mình. Hay nói cách khác là cái gia tài thất bảo của Phật, của Tổ, của Thánh Hiền, của những cái vị tiền nhân của chúng ta đang hủy đổ trước mắt chúng ta. Mà chúng ta lại đi tìm kiếm, đi lo lắng những chuyện khác mà không có ưu tư cái việc này. Thì nó là sao? Cho nên chúng tôi mới nỗ lực, biết rằng cái sức mình không có đủ. Cho nên cần cầu sự yểm trợ, cái sự quan tâm, chiếu cố, giúp đỡ của người xa kế gần, kể cả của người có lòng. Để chi? Để làm một cái việc phước báo của cộng đồng, việc phước báo của Phật giáo. Chứ không phải riêng gì là của một ai, của một ngôi chùa nào. Nhưng chúng tôi cũng đâu phải rằng là nhận được tất cả sự hoan hỷ, yểm trợ đâu. Mà đã không ít những cái lời phỉ báng, đã không ít những cái lời phỉ nhổ, đã không ít những cái lời mà đắc điều, mang cái tính là vu hãm, vu cáo. Cho nên là chúng tôi đón nhận hết, chúng tôi biết. Và chúng tôi biết rằng là tất cả những cái lời nói mang tính hời hợt, mang cái tính phỉ nhổ như vậy ở đâu mà sinh ra? Có phải nó ở trong cái lòng của những người mà hời hợt, cạn cợt, thiếu suy nghĩ, hoặc là không chịu trách nhiệm với lời nói của mình, hoặc là không lường trước cái hậu quả của mình, hoặc là không nghĩ sâu hơn để mà nhận diện, mà đã nói ra những lời nói hết sức là vội vàng, ví dụ vậy đi, thì làm sao cái người đó không có, mà lời nói như vậy tất nhiên nó có tác động phải không? Nó có tác động tới những người bà con thân thuộc, anh em, chị em, những người mà quen biết xung quanh mình. Như vậy thì những ai mà muốn yểm trợ cho một cái chương trình cao đẹp này, tất nhiên họ sẽ bị ảnh hưởng, họ sẽ bị chi phối, họ bị phân tâm, họ có thể là họ hoài nghi. Như vậy lẽ ra họ thanh tịnh, họ hướng tới, bây giờ nghe những cái lời phỉ báng đó thì tự nhiên tâm tư của họ ít nhiều cũng bị thối thất. Như vậy cái sự thối thất, cái công đức thiện mà lẽ ra họ có được kia, cái điều đó có phải do những người phỉ báng đã làm ra hay không? Như vậy thì có phải rằng là người phỉ báng đó phải chịu cái kết duyên với cái nhân quả xấu ác hay không? Cho nên chúng ta chỉ cần suy luận như vậy là chúng ta thấy rất rõ. Phải cẩn thận điều này. Chúng ta dụng tâm xây dựng nó khác. Chúng ta dụng cái tâm mà để cùng nhau làm cái việc thiện, việc lành dẫn tới sự thanh tịnh cao đẹp, nó hoàn toàn khác. Nó khác rất nhiều với cái cách ứng xử, với cách nối năng mà dẫn tới cái sự phỉ nhục, sự hủy đổ. Những điều như vậy á, là chúng ta thấy chắc chắn là phải kết duyên với oan gia trai chủ. Còn chúng tôi thì nghe lời Đức Phật, chúng tôi không sao hết. Chúng tôi nghĩ rằng là mình nỗ lực làm những cái việc tốt nhất cho Đức Phật, cũng phải là cho, mà cho bản thân mình nữa, để chúng tôi mong cầu cái phước báo để mà giác ngộ khỏi cái cõi luân hồi và giải thoát khỏi cái kiếp khổ đau này. Cho nên chúng tôi nỗ lực làm và chỉ chăm chú, chỉ cố gắng làm sao cho nó nhanh chóng thành tựu và tìm kiếm những cái phương tiện ưu thế nào để cho cái trường đại học này được thành tựu. Chúng tôi chỉ nghĩ như vậy, quanh quẩn như vậy thôi, và cũng không có dám nghĩ gì nhiều hơn ai. Và ai nghĩ cái gì cũng là, đó là cái quyền của họ, hoặc là cái quyết định của họ. Chúng tôi không có luận bàn trong cái điều này sâu. Nhưng mà qua câu hỏi của đạo hữu, chúng tôi nêu cái trường hợp trực tiếp ở tại Viện Phật học Bồ Đề Quốc như vậy, thì đây chính là một cái nhìn mang tính trong sáng, một cái nhìn mang tính khách quan, để chúng ta thấy rõ ràng cái tội phỉ báng nó ngăn cản cái tiến trình công đức của người khác, và chúng ta đã kết duyên với oan gia trái chủ. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có được cái phước báo an lạc, phải không? Những điều này chúng ta tự hiểu, không có khó khăn gì. Cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính chỉ anh thầy và nhiệt tình cảm ơn chú đã gọi và đặt câu hỏi, một câu hỏi rất là thực tế, để cho hàng Phật tử như cháu cùng với mọi người có thể nghe được và để áp dụng trong đời sống thực tại. Hy vọng chú có những câu hỏi khác gọi và đề đặt. Nói tới cái trường đại học hay là nói tới Phật giáo, mà học vấn trong Phật giáo, thì một vị thầy mà Nhật Tường, một vị cố hòa thượng mà Nhật Tường rất là kính nể là Ngài Tiên Hóa, Ngài thường nói là núi sách có nẻo, đường vào là siêng năng, biển học vô bờ bến, lấy gian khổ làm thuyền bè.
Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác châu. Ngài khuyên chúng ta là Phật tử thì chúng ta cần phải học Phật Pháp. Chỉ có học Phật Pháp thì chúng ta mới hiểu rõ được những lời dạy của Đức Phật. Bằng không thì nếu ai không học Phật Pháp thì Phật Pháp sẽ bị thất truyền. A Di Đà Phật, đó là trách nhiệm của hạ Phật tử chúng ta. Và để chúng ta trở lại với chương trình, A Di Đà Phật, và kính thú gì chuyện giống như câu hỏi nãy Nhật Tường đặt ra. Thì bình thường hồi nãy tuần trước thì Nhật Tường hỏi thầy là cách nào để thầy thoát khỏi tâm trạng đó. Nhưng mà tuần này khi mà chúng ta bị người ta phỉ báng, khi chúng ta bị lăng mạ, bị làm nhục, thì làm sao mình chuyển hóa cái tâm trạng đau khổ đó trở thành cái năng lực từ bi, cái năng lực an lạc trong cuộc sống của mình? A Di Đà Phật, chúng con kính thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Nó cái đau khổ nó khởi lên, nó lưu xuất từ hai trạng thái. Một trạng thái á, là cái định lực của chúng ta nó bị thiếu, cho nên tâm chúng ta nó lập tức bị vọng. Còn một cái trạng thái nữa là trạng thái tâm của ta, chúng ta nó không có vọng ngay từ đầu, do chúng ta đủ định lực. Ở đây định lực đây là gì? Dạ, xin mời các vị đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ kính mời quý vị đặt câu hỏi ạ. A Di Đà Phật, kính chào thầy. Dạ thưa thầy, trong cái pháp môn tịnh độ đó, có những vị thầy có nói mình là mình phải cần đi học giáo lý, thì cần niệm Phật lục tự Di Đà thì chúng ta mình sẽ được giải thoát và bản sanh cực lạc. Như vậy mình đâu cần học pháp gì thầy, phải không thầy? Cái đó có đúng hay không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn Chúa. Cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật, kính thưa thầy. Dạ, xin kính thưa đạo hữu, quý thầy dạy, không biết thầy nào dạy hoặc là vị hòa thượng nào dạy, chúng tôi không có biết cái vị này. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng á, là một cái vị mà có cái khả năng niệm Phật, có ảnh hưởng, cái công phu của Ngài có ảnh hưởng rộng ở trong quần chúng á, như là Hòa Thượng Tịnh Không. Thì chúng tôi cũng thấy Ngài học rất nhiều từ nhỏ. Hoặc là Ngài Hội Viễn, những cái vị gọi là thập tam tổ của Liên Hoa Tông, thì các Ngài cũng học rất nhiều. Cái này cũng cầu sư học đạo, cũng lặn lội núi rừng học dữ lắm. Rồi nhưng mà các ngài không phải học không, mà các ngài vừa học vừa và vừa niệm Phật. À, chứ không phải là học không. Mà chúng ta thấy rõ là khi các ngài học thì cái tâm hiểu biết của các ngài nó sẽ được liễu ngộ, càng ngày càng sáng suốt. Rồi kết hợp với công phu mà chúng ta chuyên cần nghiêm mật nữa, thì lúc bây giờ cái học đó nó lại được củng cố vững chắc, và do vậy mà nó phát sinh được nhiều cái phước báo an lành. Như vậy thì rõ ràng ở đây á, là chúng ta thấy không thể nói rằng là chúng ta coi thường điều học được. Và chúng ta thấy từ lịch sử cổ kim chỉ có một vị không có học thôi mà giác ngộ á, đó là một mình Lục Tổ Huệ Năng thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu là để có được một đức Lục Tổ Huệ Năng thì cả ngàn đời ngàn kiếp trước đó Ngài cũng đã từng học rồi. Ngay cả Khổng Tử cũng nói rằng là gì? Là thánh hiền nhờ học mà biết. Còn á, còn nếu như mà không học mà biết, đó là thánh nhân. Mà chúng ta thấy rằng là bây giờ ở đời có thánh nhân hay không? Cho nên chúng tôi thấy rõ ràng tất cả những cái gì chúng ta cũng đều phải trên cơ sở học mới biết. Vậy thì cái việc học là việc bình thường. Còn nếu như nói rằng một câu A Di Đà Phật mà thành tựu tất cả, điều này nó không có sai. Về mặt là lý tánh tuyệt đối. Nhưng chúng tôi thưa các vị, nếu như một câu A Di Đà Phật mà thành tựu tất cả, nó áp dụng cho tất cả mọi người, thì việc gì xảy ra? Cái việc này nó có lỗi trong giáo pháp của Phật. Cái lỗi đầu tiên là cái lỗi của Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta là quá dư hơi rối việc, phải không? Tại sao Phật ra đời, Phật không có chỉ cho là Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi? Tại sao Ngài phải giảng dạy tới 8 vạn 4 ngàn pháp môn? Không lý nào, Ngài dư công rối việc không biết gì làm nữa, cho nên dạy lung tung cho vui à. Cho nên đó là chúng ta phải suy nghĩ, nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ qua, nghĩ lại, chúng ta thấy nó thích hợp hay không. Có những trường hợp không có điều kiện đi học, hoặc là không có đủ sức học, thì chúng ta cũng có thể an trú ở trong công phu niệm Phật. Nhưng mà ngay cái khi niệm Phật, chúng ta cũng có cả một cái nghệ thuật. Nghệ thuật là an trú tâm của mình, nghệ thuật là quán chiếu, cái nghệ thuật là giữ tâm và vượt qua phiền não như thế nào, chứ không có đơn giản đâu. Cho nên những điều này á, chúng tôi mong rằng là các vị phải chiêm nghiệm để thật sâu sắc. Bản thân chúng tôi cũng xuất thân ở trong nhiều trường phái, mà có trường phái tịnh độ, chúng tôi cũng rất là yêu thích pháp môn này.
16 phép quán vãng sanh tịnh độ, chúng tôi có viết một tập sách như thế này để ca ngợi 16 phép quán mà có thể vãng sanh tịnh độ. Và bản thân chúng tôi cũng thực tập một cách nghiêm mật và nói ra sợ các vị cho rằng chúng tôi khoác lác. Chứ thực tế mà nói á, khi quán chiếu sâu sắc á, thì cái ảo giác trong tâm của mình á, nó rất là an lành. Và cái tâm của mình trong trạng thái đó giống như là trạng thái nhiễm hí vậy đó. Nó nhiễm ở trong cái thế giới cực lạc. Thành ra bước chân của mình bước xuống, dỡ lên nó cũng có hoa sen. Nhưng mà có lẽ rằng do tâm mình thấy với người khác không thấy đâu. Đó là do cái quá trình công phu của mình nó mạnh, thành ra nó tạo ra nó ảo giác trong tâm mình như vậy. Nhưng rồi sau đó mình lao động làm việc cực nhọc thì cái bức tranh mình đặt xuống giữa linh nó không thấy hôi sang nữa. đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được, là chúng tôi cũng tập như vậy đó. Rồi quán tưởng các cái loại 16 cái quán mà ở trong tâm là di chuyển cực lạc Tây Phương là rất rõ ràng, rồi hộ niệm cũng rất là nhiều. Cho nên chúng tôi không phải là người mà phí bán cái pháp môn niệm Phật hoặc là coi thường nó. Ở đây chúng tôi vẫn tán thán niệm Phật, nhưng chúng ta phải hiểu sâu về giáo nghĩa này. Nếu không khéo chúng ta hiểu một chừng một nửa, hiểu như vậy là biên kiến. Biên kiến mà chúng ta nối nên diễn đạt càng rộng ra chừng nào thì coi chừng chúng ta mắc cái lỗi là làm hại cho giáo pháp của Như Lai. Những điều đó chúng ta phải tư duy sâu sắc mới được. Cảm ơn đạo hữu rất nhiều. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm thầy. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn thầy. Để con tiếp theo cái lời của chú. Có khi nào chú đặt câu hỏi đó là chú nghe một vị hòa thượng nào giảng, cái đó chẳng qua là cái phương tiện trong cái đời sống tu tập. Có thể là quý ngài thấy là hàng Phật tử không có phương tiện đến học Phật pháp, đến trường, thì thôi thì mình hãy niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như vậy thì nếu thành tâm niệm Phật thì tiêu nghiệp thì nó cũng là một cái phương pháp tu. Có phải là ý chú nghĩ là có thể nó na ná như vậy không, kính Phật thầy? Theo thầy nghĩ là chú nói cái ý đó nó có nhiều cái duyên. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay Phật tử thương mình, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính mời quý vị đặt câu hỏi. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi làm cách nào để mình phân biệt được giữa quán tưởng và tự kỷ ám thị? Dạ, dạ, thầy nghe được con này không? Thầy con nghe không được. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn. Kính thưa đạo hữu, đạo hữu ý muốn hỏi rằng làm thế nào để chúng ta phân biệt giữa cái quán tưởng và tự kỷ ám thị? Thì thưa vị, quán tưởng là gì? Chẳng hạn như chúng ta đỡ cái tượng Phật ở trước mặt, chúng ta tập nhìn sâu sắc trong cái ấn tượng đó, và chúng ta nhớ kỹ cái gương mặt của Phật, nhớ kỹ từng cái nét, rồi chúng ta nhắm mắt lại. Chúng ta nhắm mắt lại mà chúng ta có thể thấy y chang như là chúng ta mới mắt ra vậy đó. Tức là cái hình ảnh tượng Phật nó khắc ghi, nó in sâu vô ở trong tâm mình như thế nào. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm, đó là hồi lúc mà chúng tôi bắt đầu là tập vẽ, thì có vẽ một số tranh chân dung. Thì đầu tiên là chúng tôi vẽ hình của Bồ Tát Quán Thơ. Và cái vẽ đầu tiên nó khổ vô cùng. Và trong lúc đó bối cảnh, nó xin lỗi, cái công cụ để vẽ rất là ít, không có. Có một chút xíu màu thôi, mà màu khô một chút xíu thôi. Cái cây cọ cũng không có nữa, phải lấy cái cây bông tai á, cái cây quý tai bông tai á, cái bông gòn tự làm cọ, rồi tự vuốt cây làm cọ. Và chúng tôi vẽ hình của Bồ Tát Quán Thơm. Và khi mà vẽ thì lúc đó mình thấy là bình thường cái hình này mình đã nhìn kỹ lắm rồi. Mình nhìn kỹ lắm rồi và mình có thể nhớ rõ trong tâm mình rồi. Nhưng mà khi mình đặt tay xuống mình vẽ không có ra. Mình không nhớ rõ được cái nét của nó. Cho nên cái tâm mình nó chưa tướng đủ. Thế đó cũng vậy. Khi chúng ta quán tưởng về hình tượng của Phật, thì trong cái lúc đó tâm chúng ta nó có sự hân hoan chiêm ngưỡng 32 tướng tốt và công đức màu nhiệm của Phật và Bồ Tát. Và trí tuệ của chúng ta luôn là cái trạng thái trí tuệ sáng ngời để mà nhận ra được là sở dĩ Phật và Bồ Tát thành tựu cái thân tướng trang nghiêm kỳ diệu này đều lưu xuất từ những công đức thanh tịnh. Chúng ta quán tưởng như vậy đó, chúng ta chiêm nghiệm như vậy, cho nên cái trí và cái sự quy ngưỡng chúng ta càng ngày càng sâu chắc hơn. Còn tự kỷ ám thị là gì? Tự kỷ ám thị là một cái loại là cứ thực tập một cái bài, cứ tập hoài vậy đó, rồi cái tự nhiên nó cũng thành cái thói quen. Chẳng hạn như là chúng ta cứ hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, cứ vậy đó.
mà chúng ta chẳng có chuyện gì cười hết, chúng ta cười vậy, chúng ta cười vậy đó, chúng ta hít vào chúng ta cười vậy đó, chúng ta cười mà không có chuyện gì cười, trong tâm mình nó sượng trăng vậy đó, nhưng mà chúng ta cũng ráng cười hề một cái, nó không giống ai, nhưng mà chúng ta cười lâu á thì tự nhiên con người mình nó cười cũng có cũng dễ thương, có duyên à, cũng giống như là nghệ sĩ trên sân khấu vậy đó, thì nhiều khi cái lúc đó tâm họ cũng có gì cười, nhưng mà họ cười cũng ngôn hành đó. Thì đây là một cái loại là tự ký ám thị, nó ít nhiều gì nó cũng có cái khả năng là thay đổi những cái thói quen kêu có, những cái thói quen là hay than hay phiền của chúng ta à. Cái điểm đó nó có khả năng trấn nhiếp ở cái tâm đó mà thôi, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những cái gì sâu ở dưới nội tâm á, chúng ta chưa có đào bới được, chưa có tận diệt nó được. Cũng giống như cỏ vậy đó, cái rễ nó mọc sâu ở dưới đó, chúng ta phải dùng trí tuệ, phải dùng sự học pháp để liễu ngộ, và dùng trí tuệ để mà nghiền ngẫm, mà khám phá và chiêm nghiệm sâu xa. Như gần đây ở Bồ Đề Phật Quốc học qua chương trình Vi Diệu Pháp và chương trình câu xá luận, và đặc biệt nữa là cái chương trình mà thiền của Thượng Tọa Thích Quang Định rất là hiệu quả. Sáng thứ bảy các vị tinh tấn đến tại Bồ Đề Phật Quốc ngồi xuống tĩnh tọa thật lâu, và chúng tôi quan sát tâm của các vị rất là yên tĩnh, và chúng tôi rất là ngưỡng mộ, rất là kính trọng chương trình này. Và Vi Diệu Pháp thì phân tích rất nhiều những cái khía cạnh của tâm, mà các tầng bậc của tâm, rồi câu xá thì gồm thâu cả tam tạng kinh luật luận để mà chia chế ra, phân tích ra, để mà soi sáng một cách tỉ mỉ ra. Và chúng tôi thấy có nhiều Phật tử sau khi học 6 năm, các vị bắt đầu càng ngày càng hứng thú, càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng thích thú. Ngay cả những người đó trước đó không thích thiền, bây giờ lại thích ngồi xuống. Rồi có những người trước kia không có thích tư duy nhiều, nhưng bây giờ lại chịu ngồi xuống tư duy nhiều. Rõ ràng nó có sự chuyển hóa, và đó là một chuyển hóa tốt đẹp, rất là an lành. Như vậy thì rõ ràng á, là phải dùng trí tuệ mới thẩm thấu được. Còn nếu như tự kỷ ám thị không á, thì nó không được đâu. Một lúc đó nó chán rồi nó sẽ thất bại, tại vì nó không thấu hiểu, nó không có tự nguyện thấu hiểu trong đó. Cho nên những điều này là những điều mà chúng ta phải chiêm nghiệm để thấy được là cái nó khác hoàn toàn giữa quán tưởng bằng trí tuệ và phương pháp mà tập một cách vô ký như là tự ký ám thị hay như Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn đạo hữu vừa rồi đã gọi vào đặt câu hỏi. A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, trước khi con trả lại cái chủ đề, cái nội dung của cái chủ đề này, thầy cho con hỏi thêm. Một người Phật tử mà thành tâm chú tâm ngồi nghe thầy giảng pháp, và một người Phật tử đi học Phật pháp, hai cái đó cái ranh giới là đâu, cái gì nó khác biệt để Phật pháp là phân biệt là nghe giảng pháp và học Phật pháp? Thường thường chúng ta nghe á, chúng ta chăm chú chúng ta nghe, chúng ta có thể hiểu ngay chỗ đó, nhưng mà chúng ta không có ghi nhớ lâu đâu, không ghi nhớ lâu. Và chưa chắc gì chúng ta ngồi yên lắm mà chúng ta dùng cái tâm toàn bộ để chúng ta học đâu, chúng ta nghe đâu. Nhưng một khi các vị rời khỏi gia đình của mình, rời khỏi cái sự lo lắng của mình ở trong hoàn cảnh xung quanh, các vị chịu đến ngồi xuống ở giữa đại chúng, thì lúc bây giờ cái tâm của các vị á, nó hoàn toàn là cái tâm học. Cái tâm đó là cái tâm đi học. Thành ra ngay lúc đó nó đã có cái sự thấm thấu sâu xa rồi. À, cho nên chúng tôi cứ thường nhắc các vị là hãy cố gắng đến tại diện Phật học để học, chứ không nên học online nhiều. Kẹt lắm là mới học thôi. Bởi vì học online nó không có kết quả nhiều đâu, nó không có chất lượng đâu. Đơn giản là cái tâm của chúng ta nó không có sẵn sàng. Chứ còn nếu như mà học online mà nó đẹp hết thì có lẽ là nước Mỹ đây người ta cũng dẹp hết trường, người ta không cần tới trường nữa. Và suy cho cùng, nếu như mà khối online luôn, bởi vì tất cả sách vở bán đầy giải hết rồi, ở trên mạng có đủ hết rồi, chúng ta tự mình đọc, tự mình nghiền ngẫm, nó cũng ra vậy thôi. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ xem, được mấy người thành công? Rõ ràng là vẫn phải đến trường để khép mình vào trong một khuôn khổ. Và chưa nói tới là khi mình học, mình đối diện với một vị thầy, mình có thể mình cảm thọ được những cái khía cạnh khác nhau. Ở đây gọi là ngôn ngữ của cử chỉ. À, chứ còn qua một cái ảnh chúng ta không thấy hết được. Ở trong không gian đó, cái ngôn ngữ của cử chỉ ấy, nó cũng góp phần lan tỏa thêm những cái thông điệp mà mang cái tính là bổ sung, để cho chúng ta có thể hiểu được cái chân lý đó một cách sâu sắc hơn.
Những điều như vậy á, là chúng ta phải nên đến trường. Chứ còn chúng ta sử dụng cái ngồi im mà chăm chú lắng nghe, đó là cách nói thôi. Đứng dậy nó quên, nó rớt hết này. Nó rớt giống như là người ta gọi là trí tuệ bấp vế đấy. Tức là giống như bỏ cái hạt bắp, hạt điều hay hạt trái cây gì trên đầu gối của mình. Mình ngồi im đó thì nó đứng đó. Nhưng mà khi mình đứng dậy nó rớt xuống đất hết trơn này. Kiến thức cũng vậy á, chăm chú nghe thì tưởng chừng như là chúng ta ghi nhận kỹ vậy đó, nhưng mà chúng ta đứng dậy nó rớt xuống. Còn có những người mà trí tuệ như là Đức Thế Tôn nói là trí tuệ đầu vịt hay là trí tuệ lá môn, nghĩa là giống như nước rơi lên đầu vịt chứ nó không có đọng lại, nước rơi lên lá môn không đọng chỗ nào hết. Những điều như vậy á, chúng ta phải phát cái khởi cái ý nghĩ chính đáng, chứ không là chúng ta sẽ nhầm lẫn. A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị. Mà thầy, sở dĩ con đặt câu hỏi đó, tại con nghe rất là nhiều Phật tử nói rằng là đi học chi thì tôi ngày tôi nghe phần thầy giảng pháp, thì tôi ngồi vô tôi ngồi nghe giảng pháp thì nó cũng là cách học rồi. Cho nên con mới hỏi câu hỏi ra để cho thầy phân biệt cái sự khác biệt giữa học Phật pháp và nghe giảng pháp nó như thế nào. Dạ Đà Phật. Dạ kính bạch thầy. Thì trả lời câu hỏi con mà hồi nãy khán giả đang chờ thầy trả lời đó, thì khi mình bị phỉ báng nè, hay là mình bị người ta nói xấu nè, mình đau khổ nè, thay vì mình mang tâm trạng đau khổ thì mình làm sao mình chuyển hóa cái tâm trạng đau khổ đó thành cái tâm trạng an lạc, là phát triển cái tâm từ bi mình mạnh hơn. Dạ Đà Phật. Thì kính thưa anh Nhật Tường, kính thưa đại chúng, thực sự mà nói thì có một số người cũng rất là rảnh rảnh quá cho nên ngồi đã buồn nhiều. Chúng tôi nói có thể các vị không có thích nghe, nhưng mà ở bản thân chúng tôi có một cái kinh nghiệm là chúng tôi không có thì giờ để mà ngồi đó mà buồn phiền nhiều. Tại vì cuộc sống của chúng tôi có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều việc cần phải làm, và công việc nó đang diễn ra ở trước mắt, nó sắp xếp ở trước mắt. Chúng tôi có kinh nghiệm một điều, chúng tôi có những người bạn tu sĩ, họ rất là siêng năng công phu, họ rất là siêng năng làm việc, họ siêng năng là học pháp. Nhưng mà khổ một điều là chúng tôi thấy họ không có phát triển nhiều. Trong khi họ học hành trường này lớp kia, họ có thể là lèo thông rất nhiều kinh tạng. Và họ cũng công phu sáng tối nghiêm mật. Nhưng mà chúng tôi chẳng hiểu làm sao họ không có đạt đến cái chỗ giác ngộ, cái chỗ vượt thoát phiền não. Bởi vì đơn giản chúng tôi thấy rằng cuộc sống của họ không có một cái lý tưởng hẳn hoi, không có một cái sự phát nguyện hẳn hoi. Tới giờ đại chúng ngồi thiền thì mình ngồi, rồi tới giờ đi học mình học, mình ghi nhớ nhiều chữ nghĩa, nhiều kiến thức thì mình có được nhiều cái sự chứng nhận bằng cấp, và thời gian là như vậy. Nhưng mà suy cho cùng, cho rộng ra thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy là chúng ta không có thành công trong cái điều này cao. Còn bây giờ bản thân chúng tôi kinh nghiệm, chẳng hạn như ở tại viện Phật học Bồ Đề Hoa Quốc này, chúng ta nghĩ xem, muốn xây một cái trường đại học đâu có đơn giản. Chúng tôi thừa biết nó cần phải làm những gì. Chúng tôi thừa biết rằng mình phải cần như thế nào. Và chúng tôi đưa ra cái mô hình và làm việc thì có nhiều người cho rằng chúng tôi hoang tưởng, hoặc là viển vông, hoặc là không có đủ sức thực hiện. Và cũng đã có quá nhiều cái lời lẽ là phí nhổ và phí bán, cho rằng chúng tôi là khoác lác. Nhưng thực sự mà nói, chúng tôi không có bận tâm để mà suy nghĩ nhiều về những cái lời lẽ như vậy. Chúng tôi chỉ có tiếp tục là nỗ lực tìm kiếm những cái nhân duyên nào để cho trường đại học này nhanh chóng hình thành. Và tất cả những ai mà dùng một cái tâm đơn sơ nhất, ở đây có đại chúng tôi xin chắp tay trang nghiêm để mà tỏ một cái lòng biết ơn và tri ân các vị. Tất cả những ai chia sẻ một chút xíu ở trong tâm tư, một lời nói, một ý nghĩ tán trợ để cho Phật sự viện trường đại học Phật giáo được nhanh chóng mà thành tựu, thì chúng tôi xin nguyện là bất cứ cái gì mà các vị là mong muốn chúng tôi có thể làm được, chúng tôi cũng sẵn lòng. Và chúng tôi có thể nói rằng cúi đầu sát đất, có thể nói rằng là trải thân xuống đất để mà tri ân các vị. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi chỉ có một cái nguyện duy nhất, đó là xây trường đại học. Như vậy thì các vị nghĩ xem là ở trong tâm của chúng tôi có còn phiền não nữa không? Có còn lưu nhớ về những gì mà gọi là phí bán nữa không? Mình không có thì giờ. Thành ra gọi là mình không có rảnh. Thành ra chúng tôi mới nói là rảnh quá cho nên ngồi đó để ý tới những cái sự phí bán nhiều. Mình không có rảnh thì mình để ý chi?
Thành ra mình đứng lên, mình có một cái nguyện hán hôi, mình có một loạt công việc sắp xếp, mình làm cho cái bán nguyện, rồi tối mình nằm xuống ngủ, giờ nào là mình thiền định, giờ nào mình công phu, giờ nào là mình ôn bài kinh điển, giờ nào là mình chiêm nghiệm giáo pháp của Phật, giờ nào là mình dùng cái trí tuệ sáng suốt để mà xử lý những tình huống mới, giờ nào là chúng ta gọi điện để chúng ta coi như là chăm sóc, an ủi và sách tấn những cái người lười nhác chẳng hạn như vậy. Chúng tôi làm việc nó theo một cái thứ lớp như vậy, và không có thời giờ mà người bận tâm, và ai có đó nói cái lời phỉ báng thì chúng tôi cũng nghĩ rằng sự thật phải có sự phỉ báng, bởi vì nếu không thì đâu phải là xã hội loài người nữa, cho nên đó cũng là chuyện bình thường, không có gì hết. Và chúng tôi cũng không có giữ lại lâu ở trong cái thời gian này mà lập tức là làm việc khác. Cho nên đây là một kinh nghiệm thưa quý vị, nếu như các vị bắt chước theo kinh nghiệm này, các vị sẽ như vậy. Mình cứ liên tục và lấy cái sự thành công để trả lời, lấy cái kết quả tốt đẹp sinh ra đó để trả lời với mọi người, chứ không có cần thiết gì phải đôi co với những người phỉ báng mình. Và như vậy là mình đã tự chiến thắng mình, và người ta cũng có cái cơ hội để nói nữa, mà nếu nói nữa thì mình cũng chẳng có nghe, tại mình không có thời giờ để nghe, cho nên tâm mình cũng an lành. Những điều này, như vậy đó, đó là một kinh nghiệm thưa quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính mời thầy. Dạ, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị. Dạ, kính bạch thầy, qua lời giảng của thầy, tức là ý thầy muốn nói cho hàng Phật tử tôi con là tuy rằng Phật tử tại gia, nhưng mà chúng ta cần phải thiết lập một cái đời sống định hướng về tu tập. Chúng ta cần phải làm gì mà mình luôn có cái định hướng, tức là giống như thầy nói, giờ nào làm gì. Nói cách khác, thì mình đừng có để tâm tới cái đó, thì tâm mình sẽ được an lạc hơn. Đúng vâng, như thầy đúng nói rồi. Mình phải có một cái định hướng hẳn hoi. Và định hướng ở đây á, chúng ta phải cẩn thận về mặt định hướng. Tại vì á, chúng ta rất là dễ bị thuyết phục bởi những cái định hướng không có toàn mỹ, toàn bích. Ví dụ như chúng tôi thưa quý vị thế này, có những người nói rằng á, là đến chùa chỉ làm công quả thôi, lo giữ bếp thôi, lo cơm, lo nước để mà chúng ta phục dịch mọi người, để gây một chút cái quỹ tịnh tài để cúng dường chùa, trang trải, lo việc này việc nọ, hoặc rộng ra thì chia sẻ những cái công trình Phật sự ở các nơi. Những điều như vậy chúng tôi nói không có sai, nó không có xấu chút nào hết, nó rất cao thượng, nó rất đẹp, nó rất là quý. Nhưng mà chúng tôi không có tán đồng cái điều này. Là vì sao? Bởi vì như vậy nó chưa đủ. Đơn giản nó chưa đủ, cho nên chúng tôi không có tán thán nó mạnh mẽ. Chứ không phải chúng tôi không tán thán, hay là chúng tôi nói ra nó là xấu. Đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ cho đúng đắn. Và bước thứ hai, vậy thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải nâng cao hiểu biết của mình ở trong Phật Pháp. Và đây chính là lời Phật dạy. Tại vì Phật dạy cái lối sống của người Phật tử tại gia hoặc là xuất gia phải hoàn thiện cái kiến giải của mình thông qua gì? Thông qua cái sự cần mẫn học tập, không ngừng cả ngày đêm. Đây là lời Phật dạy, các vị lập kinh ra mà đọc, chứ không phải là chúng tôi nói mang tính quả quyết. Bởi vậy cho nên đó, phát triển trí tuệ để đoạn trừ kiến hoạch. Và khi kiến hoạch đã đoạn trừ thì tư hoạch nó cũng bị suy giảm xuống, cái thế mạnh của nó cũng yếu xuống. Mà khi mà nó yếu xuống rồi thì lúc đó chúng ta có kiến hạt rồi, có kiến giải rồi, có khả năng rồi, thì chúng ta dùng cái trí tuệ hiểu biết đó chúng ta đoạn trừ bằng những cái phương thức tu tập ấy, thì điều đó chúng ta sẽ thành công. Cho nên đây gọi là bước thứ hai, là phát triển về trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ không chỉ có lào thông, chỉ có nói năng tối ngày thì điều đó nó cũng không có giải quyết được gì. Nó phải có gì? Phải có thời khóa công phu. Bởi vậy cho nên thời khóa công phu, phát triển công đức, phước báo và phát triển trí tuệ, học pháp, liễu ngộ chân lý. Ba cái điều đó nó như là kiềng ba chân. Chúng ta không thể thiếu một được. Nếu chúng ta bỏ cái phước thì không được. Nếu chúng ta cứ suốt ngày thiền định cũng không được. Mà chúng ta suốt ngày học và nói không cũng không được. Chúng ta phải có sự kết hợp. Nhưng học thì phải có thầy. Nếu như mà không có thầy, tự mình hiểu liệu nó đúng hay không, hay tự mình hiểu nó có thể sai lầm. Bởi vì chúng ta sẽ không đủ cái khả năng định hình và ngôn ngữ, cho nên á, chúng ta sẽ nhận thức, chúng ta sẽ ghi nhớ và chúng ta tưởng ra về cái nghĩa của chữ đó nó không có giống như Đức Phật nói. Cho nên học là phải có thầy, là những vị thầy đã trải qua có kinh nghiệm. Như vậy thì học, mà học có thầy, phải có tổ chức để học. Nếu tự mình học mình mơ hồ và nó giải đãi, thành ra phải có trường.
Cho nên phải học là vậy đó, phải học. Và học phải có thầy. Rồi còn á, cái công phu thiền định đâu phải là chúng ta không có giờ. Một ngày 24 giờ, chúng ta có thể chọn những cái giờ nào đó thích hợp khác. Chứ còn ví dụ như chúng ta chọn cái giờ công phu là bất chi bất dịch, rồi á, chúng ta tùy duyên mà học là chúng ta sai. Tại vì chưa đoạn trừ được cái là kiết sử thì chắc chắn rằng là tư hoạt không bao giờ đoạn trừ nổi. Chúng tôi nói một cách quả quyết như vậy. Thế một người mà chưa có cái sự hiểu biết thì làm sao họ có thể hành động đúng đắn được? Cũng giống như một người chưa từng học cái phương thức lái xe thì liệu Nhật Thường có dám leo nó giao mạng cho người ta lái hay không? Đó là chú thưa vị, ngày xưa chúng tôi cũng đi học lái xe, chúng tôi cũng thi có bằng đàng hoàng, mà Nhật Thường ngồi bên đó, chúng tôi chở đi á, mà Nhật Thường ngồi cũng rung chứ không phải đơn giản. Nó nhớ ngày đó mà Nhật Thường nghĩ xem mà thầy mà không có chưa học lái bữa nào thì liệu Nhật Thường có dám ngồi hay không? Còn không thì nếu như có ngồi thì chắc chắn cũng phải thu thuế cái tháng phải không ạ? Đó, cho nên rõ ràng là chúng ta thấy phải có sự đi học, phải đi học. Và chúng ta phải có lý thuyết chứ, rồi chúng ta mới việc thực hành chứ. À, nhưng mà chỉ cái lý thuyết và định lực không mà chúng ta bụng mình đối sanh xương thì làm sao mà chúng ta có thể thiền định? Mà muốn no bụng ấy, thì đó chính là phước á. Cho nên chúng ta vẫn phải làm phước. Thành ra những điều này chúng ta phải cân bằng. Những điều như vậy chúng tôi nói các vị có đồng cảm được hay không? Có thông cảm được hay không? Có nhận ra hay không? Hay là các vị cho rằng chúng tôi có những cái suy nghĩ mang tính phiến diện và cực đoan? Các vị cứ chiêm nghiệm sâu điều này coi. Nếu như các vị thấy chúng tôi bị cực đoan, xin các vị cứ thẳng tay mà nói, mà góp ý. Chúng tôi sẵn sàng rất là lắng nghe và cầu học. Chúng tôi không muốn mình trở thành một người cực đoan. Nhưng đây chính là cái điều mà chúng tôi đã chiêm nghiệm sau 30 năm. Chứ không phải là một ngày một bữa. Và hôm nay chia sẻ với đại chúng để chúng ta thấy là chúng ta cần phải phát triển đồng bộ. Có như vậy thì chúng ta mới đến một cái chỗ an lành giải thoát đầy đủ. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị rất nhiều. Đà Phật, và chúng con kính cảm ơn thầy và kính cảm ơn vị. Và kính thưa gì, trong cuộc sống chúng ta không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Đâu đó vẫn có những cái tiếng mà nó tiêu cực, vẫn có những cái ý kiến mà cũng như là không tốt cho mình. Thì cái chuyện đó thì chúng ta từng để tâm tới, giống như người Mỹ có câu là just try your best, you cannot please everyone. Không? Mình cứ cố gắng hết sức mình trong cuộc sống của mình và mình không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Và thầy mới vừa gửi cho chúng ta cái bản đồ làm thế nào để chúng ta không bị phiền não, không bị rơi đắm vào những cái thị phi hay là những cái phỉ báng. Quý vị muốn coi cái bản đồ là như thế nào, mời quý vị đón xem lại khi chương trình phát trên YouTube. Thì cái đoạn mà thầy mới gửi cho chúng ta đó là những cái điều rất là hay và rất là quý báu và rất là khoa học. Và kính thưa quý vị, nhưng câu hỏi kế tiếp của Nhật Tường, tuy nói là nói như vậy nhưng mà Nhật Tường đã đặt câu hỏi, thầy từng dạy là chúng ta cần phải hộ thân. Nhưng mà thầy cũng dạy rằng chúng ta cần phải kham nhẫn. Thì đâu là sự khác biệt giữa cái kham nhẫn và cái hộ thân? A Di Đà Phật, cho chúng con kính thầy. Kính thưa quý vị, hộ thân á, nó thuộc về giới. Hộ, phòng hộ thuộc về giới. Chúng ta giữ được năm giới, đó là sự phòng hộ. Phòng hộ là nó thuộc về giới. Còn kham nhẫn á, là chúng ta phải dùng định và trí. Trí được hóa giải và định á, để chúng ta duy trì cái trạng thái an vui. Nó rất là rõ ràng. Chúng ta không biết phòng hộ thân, chúng ta đỡ thân mình ở trong cái môi trường bị gió, bị nắng, bị đốt, bị muỗi mồng. Như vậy thì làm sao? Thầy cho con đặt lại. Vâng. Cái hộ thân ở đây nó là ở đâu là cái lúc nào mà mình cần phải biện bạch cho mình và đâu là lúc nào mình cần tham nhận, đó là ý con nói. Cái chữ hộ thân nó không phải nó gọi là phòng mà nó gọi là gì? Hộ trì thân danh. Dạ, hộ trì thân danh. Chứ nó không phải là hộ thân. Dạ. Hộ trì thân danh, nó có trường hợp nào mà chúng ta sử dụng cái giới này? Đó là chúng ta ở cuộc đời và hành đạo. Chúng ta phải hộ trì thân danh. Chứ còn nếu như chúng ta không hộ trì thân danh á, chúng ta mất uy tín, chúng ta không thể hành đạo được. Thành ra những điều này, những điều chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Và trong cuộc sống của chúng ta, khi một việc của mình làm, tự nhiên nó có sự tương tác với xung quanh. Nhưng mà cái sự tương tác đó không phải ai cũng nhận thức đúng đắn hết ý nghĩa của nó. Hoặc có thể là người ta hiểu một bên, hoặc có thể người ta nhận thức chưa tới. Thậm chí là họ không có nhận thức đầy đủ về một cái câu chuyện nữa. Nhưng họ cũng nói ra, họ cũng có thể là bình phẩm để đánh giá. Thì lúc đó nó sẽ dẫn ra những cái chuyện phức tạp khác nhau.
Những trường hợp như vậy á, chúng ta phải hộ trì thanh danh là chúng ta phải nói. Phải nói ra những gì mình nghĩ, phải nói ra những gì mình làm. Mà chúng ta nói ra những gì mà mình có thể tiếp cận được. Người bình thường có thể nói rằng đó là mình tham danh, mình nói để mình tự khoe mình, không phải đâu. Mình khoe mình để mình mong cầu lợi dưỡng và sự cung kính, để mình hưởng thụ trong sự cung kính và lợi dưỡng đó, đó là vấn đề khác, đáng trách. Nhưng mình nói ra là để mình minh định một chân lý, mình minh định một sự thật một cách quyết liệt, điều đó là hộ trì thanh danh. Và cái công việc đó nó giúp cho mọi người họ thấu hiểu hơn, thì họ sinh ra tín tâm mạnh hơn, do vậy mà công đức của họ cũng sinh ra cao hơn. Điều như vậy Đức Thế Tôn nói không có gì là phạm, mà ngược lại là sinh rất nhiều phước báo. Còn kham nhẫn á, nhẫn đối khác, nhẫn những cái phiền não nó khởi lên, nhẫn cái sự phí bán, người ta nói người ta phí bán, mình nhẫn làm sao? Đầu tiên á, cũng phải có cái sự nhịn chứ, cũng phải có sự nhịn, cũng có sự quan sát và cảm thông, phát triển lòng từ thôi. Là thấy rằng người ta nói cái gì cũng ở trong cái suy nghĩ của họ. Trước tiên tiên trách kỹ, hậu trách bí. Chúng ta hãy xem mình đó là mình có đúng hay chưa, hay là mình cứ làm cả ngang, bất cỡ bất cần, rồi khi người ta nói cái lời khiển trách thì mình nói ô người ta phí bán mày. Mình nói như vậy á, là sai rồi, sai rồi. Trước tiên mình phải đúng cái đã, và mình phải đầy đủ chân lý cái đã. Những vấn đề này là những vấn đề chúng ta phải suy xét. Thành ra thưa quý vị, chúng ta kham nhẫn trong cái lời phí bán đó, nó phải thực tập cả một cái nghệ thuật là quán từ bi, rồi những cái phương pháp khó giải tánh không, rất là nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà nói chung nó vẫn nằm trên phương diện chính, đó là xá. Đó là pháp hữu học và vô học, đó là pháp xá, không có gì hết. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị rất nhiều. Có lẽ là chúng ta không đủ thời giờ nói chuyện nhiều hơn nữa. Chúng ta kết thúc ngang ra nhà tường ha. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch thầy, hôm nay con rất là vui, tại vì con nghe được thầy dạy nhiều điều mà con hiểu và con có thể áp dụng trong đời sống tu tập của chúng con. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Hy vọng cái chủ đề vừa rồi một phần nào đã cống hiến đến cho quý vị những lời dạy quý báu mà Đức Phật đã giảng vào thầy Trọng Tiên để áp dụng trong đời sống tu tập quý vị, để đem lại cái sự an lạc cho quý vị. Kính hẹn đến quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ. Kính chúc quý vị Bồ đề tâm kiên cố, và hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau lúc 8 giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy, xin kính cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.